Bắt đầu. Chào quý vị, hôm nay YouTube của Dương Liên Hữu sẽ đưa quý vị đến với một mô hình trồng cây rất đặc biệt ở tỉnh Quảng Trị. Xin giới thiệu với quý vị, chúng tôi đang đến với xã Do An để gặp chủ nhân của ba hộ trong thử nghiệm cây sâm cổ chính ở nơi đây. Đây là một mô hình mới đặc biệt, mới được triển khai một mùa vừa qua. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết một cái mô hình trồng cây sâm cổ chính này là như thế nào. Thưa quý vị, đây là một vùng đất đỏ Ba Gian ở miền Tây của Quảng Trị thì nó rất phù hợp với cái loài cây sâm này. Thì mô hình từ nông trường đã được đưa về với các hộ dân ở xã Do An. Họ đầu tư với một số tiền rất lớn, tầm 1,4 triệu đồng để hợp tác cùng sản xuất trên cái nông trường này. Và họ chọn cây sâm vì cây sâm rất là đặc biệt, nó có giá trị kinh tế và có giá trị về sức khỏe rất là cao, cho nên người dân đã chọn cái nơi đây để làm cái mô hình này, và thời tiết cũng khá phù hợp. Thế quý vị sẽ nhìn theo tay chúng tôi đây, là đây là một cái mô hình khoảng 3 hecta đã được các hộ dân chọn, và họ làm cái vườn sâm này trong vòng khoảng 10 tháng là thu hoạch. Thì bây giờ đây là cái vườn sâm mà mới vừa được đưa vào trồng ươm mầm khoảng một tháng nay, cho ta thấy một cái vườn sâm đang có những cây con như thế này, các quý vị. Người dân ở đây thì trồng trên những cái luống hay là những cái vồn như thế này. Sau khi đã làm cỏ sạch và làm luống đất trên đất đỏ Ba Gian như thế này, thì người ta đã trồng cái cây cây con vào đây, cây con vào từng cái mô hình, từng cái luống như thế này. Một luống chạy dọc như đây có bề ngang khoảng là 4 cây và nó rất là dài, kéo dài kia. Và quý vị cũng thấy đó, cái mô hình này nó gắn kết với cái hệ thống tưới nước tự động của cái khu vực nơi đây. Phía đằng kia chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy là cái hồ nước để người ta lấy nước. Quý vị cùng chúng tôi nhìn kỹ hơn một cái cây giống của cây sâm này, nó có cái hình lá như thế này và cây khá là to, màu xanh rất là đặc biệt. Đây là cái loài cây mà nó phù hợp sống ở các vùng Quảng Trị, Quảng Bình, cho nên đã được người dân ở đây chọn và trồng. Thì trước khi đưa cây giống ở đây, người ta đã làm cây giống từ cái hạt của cây sâm này, cho nên là người ta cũng đã để trong cái vườn đó một số loài, một số cái cây con sẵn. Đây quý vị thấy không? Bên đây là người ta đã mang cây giống về đây và để sẵn nơi đây một thời gian trong những cái bao đất to như thế này đó. Sau khi cây đã có sức khỏe tốt thì người ta chọn những cái cây tốt để người ta đưa ra vườn trồng như thế này. Đây, chúng ta đang đến vườn cây này là đã đưa xuống trồng được khoảng một tháng nay rồi quý vị ạ. Thì đây là một cái dự án mà được nhà nước chọn làm thí điểm cho tỉnh Quảng Trị nhằm tạo một cái lợi thế về cái cây trồng một cái loài sản phẩm đặc sản địa phương, cũng như là để nâng cao cái mô hình du lịch cho tỉnh Quảng Trị, tỉnh nhà chúng ta, vì nó rất phù hợp với cái mô hình sinh thái của du lịch Quảng Trị. Bên cạnh địa phương Do An đây là một trong những địa danh mà có gắn kết với các cái di tích lịch sử và những cái thắng cảnh thiên nhiên. Những cái suối nước ở đây đã có hàng ngàn năm, và người Do An đã dùng nước từ cái suối giếng nước này để tắm giặt cũng như ăn uống có từ bao đời này, và nó bây giờ đã được chính phủ công nhận là di sản quốc gia, cho nên là du lịch Do An đang ngày càng khởi sắc, và đây là cũng là một điểm nhấn cho tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi sẽ đưa quý vị đi một vòng quanh cái vườn sâm này để quý vị thấy rằng là nó rộng, và nó cái từng cái luống đất đã được người dân là trồng và vẽn lên như thế nào. Bên cạnh đó cũng có cái một cái hồ nước tưới tiêu ở đằng xa đấy. Thì quý vị thấy mô hình này nó rất là rộng, nằm trên vùng đất đồi Ba Gian, đất đỏ Ba Gian này khá là cao ở miền Tây Quảng Trị. Do An là một địa phương không xa so với các di tích và thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Quảng Trị riêng và Việt Nam nói chung, như là người ta như sơn Trường Sơn, cầu Hiền Lương, rồi địa đạo Vĩnh Mốc, cửa Tùng, cửa Việt. Ngoài ra
tế cũng như khách nội địa đến thăm vùng đất khó khăn này. Mình đã từng biết thành phố Quảng Trị nổi tiếng với 81 ngày đêm đóng phản công lại quân Việt Nam Cộng Hòa, rất là nổi tiếng, và thành cổ ngày nay cũng đã được chứng nhận là di tích. Thì quý vị tìm hiểu thêm sẽ thấy được cái sông Quảng Trị đây là có giá trị rất là lớn, và đặc biệt cây này nó cần phải tưới tiêu rất là đều, cho nên là người dân ở đây đã phải dùng và đào một cái hồ nước như thế này để chứa, và dùng cái hệ thống tưới theo giờ, hoặc thỉnh thoảng nếu mà trời nắng quá thì người dân cũng phải tưới theo cái nhu cầu của mình, theo cái tình hình và độ nóng của đất đó. Đất đỏ Ba Gian khoảng 3 hecta như thế này thì người những cái chủ hồ mà đầu tư ở đây thì người ta sẽ có công việc làm hàng ngày, như là người ta phải dọn cỏ, chăm bón phân. Ở đây thì hiện tại là người ta cần phải chăm phân hóa học trước để cho khách nó có cái độ tăng trưởng nhanh, và vì cái thời tiết ở Quảng Trị nó khá là khắc nghiệt, cho nên là chúng ta phải người dân là phải chăm rất là kỹ cho cái vườn như thế này. Như các bạn biết đấy, sâm bổ chính là mà cái sâm mà có nguồn gốc từ Quảng Bình thì theo biết nó khá là phù hợp và khá giống với tỉnh Quảng Trị, nên Quảng Trị đã chọn cái cây này làm một trong những cái cây đặc trưng, cây vườn đặc trưng để tăng thu nhập cho dân và nhân rộng ra cái mô hình này cho các hộ dân khác và các vùng khác ở Quảng Trị. Thì thưa các bạn, những người mà trồng ở vườn ba hecta này á, đang thành một thành như này là lao động ở trên vườn này, vì thế đánh giá là người dân đang làm việc tâm của các cái cơ quan đơn vị trong ngành du lịch, nhằm đẩy mạnh cái du lịch địa phương của tỉnh Quảng Trị. Nó gắn bó, gắn kết giữa các cái điểm đến rất là từng nổi tiếng của Quảng Trị rồi. Thì bây giờ chúng tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là cái loài cây rất đặc biệt và đã từng gọi là loài sâm tiền vua. Chính vì vậy mà giá trị của nó rất là cao và chúng ta cần phải phục hồi nó, cần phải duy trì nó. Vậy thay mặt kênh của YouTube của Dương Đình Hữu, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính mong quý vị đưa thêm một vài đánh giá nhận xét cho chúng tôi để chúng tôi phát triển hơn nữa, và chúng tôi góp ý cho người chủ hồ ở đây, những người ở đây người ta sẽ tìm cách để phát triển hơn nữa và nhân rộng cái mô hình này ra nhiều địa phương khác nữa, đặc biệt để góp phần cho phát triển du lịch Quảng Trị ngày càng lớn mạnh hơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn.